muối Phú Long là Heineken. Ủa cái này là mở ra là uống luôn hả, phải pha không ta? Cái này cà phê vào trong đá đó là tay đá đi đó sẽ đi được 4 ly kia là 4 ly. Cái này là của mình, nhà mình làm hay là mình mua? Cái này lần đầu tiên thấy lạ nha, chị cúng là cái độc lạ nè. Cậu Năm mà thấy nhiều khi lạ lạ mà nó hay đó. Cà phê muối Chú Long. Cà phê muối mà hồi nãy nhìn mình đọc cà phê chuối. Hôm nãy em đọc cà phê chuối cô. Cà phê muối là chị Tư nói chắc có muối. Em này là cà phê muối. Chị Tư khi có ý lại. Cà phê muối mà bán ở mấy cái chỗ mà từ đúng rồi, cà phê muối. Xe đậu đường cao tốc quá chị. Cà phê muối là có muối. Biết rồi nhưng mà cái này thì chưa biết. Nhan sạch, máy lạnh, phòng máy lạnh luôn nè. Em cầm hai cái chai. Cầm cái ghế lên trong tàu. Có ghế sau trước không? Anh chị là cúng những cái đặc biệt nha cả nhà. Với bàn tay khéo léo và sự giúp đỡ của chị Tư thì ra được một cái mâm cà phê muối. Cà phê muối thì chắc chắn nó sẽ có muối, còn cà phê trứng thì chắc chắn nó sẽ có trứng. Cuối giờ mà nhà cô chú anh chị xem thắng vui vẻ nha. Thắng vui vẻ. Cà phê muối Chú Long rồi, rất là nổi tiếng. Cà phê muối Chú Long rất là nổi tiếng trên mạng xã hội luôn mọi người. Lần đầu tiên mình mới thấy cúng luôn nha quý chú chị, rất là đặc biệt. Cà phê muối Chú Long đâu đây cúng đồ ngon cho cậu, còn bia Heineken loại đặc biệt nè, cà phê muối Chú Long mã số dài. Dạ. Cả nhà ơi lên YouTube Tâm Xì Phố xem tiếp nha cả nhà. Còn bây giờ sẽ hóp ở đây. Trời ơi. đang chào 9111 người đang xem nha. Lên YouTube Tâm Xì Phố xem tiếp nha cả nhà. Lại đi có người chồng qua lóc. Không chừng vlog. Thiệt. Tin nó lớn mà. Không có ai tặng quà hết gì trời. Không ai tặng quà hết. 9000 người mà không có còn người nào tặng hết. Chắc ta quên á. Hai chị cứu giờ cứu chị à. Thắp nhang cũng cứu cho cậu. Sao mình cũng xin thắp chiếu. Cứu giờ cô Năm cứu chị. Xin chào. Hơn chừng mới lóc. Cuối ngày tự nhiên có một thì chị khán giả không biết từ đâu đến cả nhà. Đem tới những cái món rất là gọi là giống như lần đầu tiên vậy á. Là cà phê muối măng cục Heineken chai. Mộ cô Năm nè cả nhà ơi. Đây. Khá là đẹp ha. Bây giờ mấy cái hình này thì đã được ship lại rồi do trời mưa. Đây cả nhà, mộ cậu Năm nè, đây là phía sau đã được 2 ngày rồi thì người nhà vẫn chưa lên, người nhà vẫn chưa thấy ai lên để xem cái này hết trơn cả nhà. Cái này ca hay khó nè, cái này nó mới khó nè. Lấy chai này khui chai kia đi. Có đồ khui luôn. Có đồ khui đó. Có cái đồ khui đó. Đấy gì quá. Hay cái này em xem trên TikTok ta lấy miếng mắt người ta khui cũng được. Rõ lắm. Không khui được. Lấy chai này khui chai kia đi. Tôi cho anh Tâm khui liền. Khui chai kia đây mà cho anh. Không có nào lấy răng cắn giùm ảnh đi.
không bậy bậy răng thắng đi, để răng vô thì cậu uống được, đâu uống được đâu, cầm cho nên mà cho thử rồi lâu quá không biết khui được không đó. Ôi ôi đây này lại khui được. Ôi cái chai này cũng ngon rồi, còn cái chai ơi, cái chai này còn bằng chân dưới trên, mà cái chai này mình nhôm cô chú anh chị ơi, nhôm 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 quý quá. Anh chị đó, anh chị thấy đông vui quá, anh chị hỏi thăm anh chị đi, anh chị đi qua ra coi mộ người ơi, anh chị đã coi mộ rồi. Còn mọi người hỏi khán giả thì ở đây em chia sẻ cho cả nhà, đây là Heineken và cái chai cà phê muối cả nhà. Bên cạnh đó thì chỉ có bánh bía, măng cục cũng như là trái vải, nhân sạch. Đây là cái tấm hình ngày hôm nay được gửi tới nè cả nhà. Được giống cái này là Photoshop của cả nhà, qua một cái bức hình ông tiên. Khá là đẹp ha. Đó. Rất là đẹp hả cả nhà. Tâm lành một làng hướng nghiệp tổ, giác ngộ quay về cõi phúc an. Khá là đẹp. Ở ngày nay bà con cô bác đến cũng rất là đông ha. Bình bông thì không có luôn, phải cắm bông vô chậu như thế này luôn, vô thùng luôn cả nhà. Ở đây thì hồi nãy trời mưa đó nên đã anh đã ship cái hàng thẳng lối lên đây rồi. Mình ở đâu đến vậy hai anh trai ha? Ở Sài Gòn, ở quận mấy anh? Quận 1 ha, quận nhất ha. Dạ. Em cũng ở Sài Gòn xuống. Anh ở đường nào? Em ở Cống Quỳnh. À, bệnh viện Từ Dũ rồi Cống Quỳnh nữa ha. Dạ, dạ. Bỏ quý luôn. Khá là đẹp hơn cả nhà. Chiều hôm nay thì có hai anh chị thì ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đến viếng mộ cổ năm, có đem ra một cái chai cà phê muối với Heineken chai và những vài trái dâu và cái bánh bía, sự rất là quý luôn, và thắp hương hồi hướng cho cổ năm vào buổi chiều. Những đây là vị khách đầu tiên, là vị khách cuối cùng, giống như là cuối cùng của trong ngày cả nhà. Chiều muộn rồi, nó mặt trời xuống núi rồi, trời rất là mát luôn cả nhà đây rồi ha. Thì chi tiết chỉ có vậy thôi. Em cảm ơn cô chú anh chị quan tâm theo dõi ha. Hẹn cô chú anh chị vào ở clip sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.